Rồi, xin chào mọi người trở lại kênh của Phốt nha. Thì cái video hôm nay thì Phốt xin giải thích và trả lời một số comment của những anh chị và những bà con, những người bạn đã bình luận vô cái kênh của Phốt nha. Thì trước tiên thì cho Phốt nói trước đi, cái địa chỉ của Phốt là thường thường mấy cái video đó là Phố có để cái địa chỉ là hình cục máy với cái tiếng xì bo nổ á, mình ghép tiếng xì bo nổ vô á là cái địa chỉ của mình đó nghe mọi người, rồi Zalo Facebook của mình luôn, rồi bà con nào có muốn kết bạn Zalo Facebook thì bấm vô đó nha. Thì còn nếu mà người nào không có cũng như là chưa có thấy cái giới thiệu đó thì cái địa chỉ của Phố là Phố ở tại quốc lộ 91, ở cặp quốc lộ luôn nha, cặp quốc lộ 91 ở ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Mình ở tại chợ Cái Dầu luôn nha mọi người, mình ở tại chợ Cái Dầu tại vì cũng có nhiều người hỏi địa chỉ á, nhưng mà thường cái video của mình là mình có để cái địa chỉ ở đằng trước cái video nha. Trước khi vào video đó là mình có để cái địa chỉ đó. Thì mọi người có coi thì cứ bấm tạm ngừng lại thì coi kỹ cái địa chỉ của mình nha. Còn số điện thoại của mình là mình có để ở trên cái đường link, mình có để ở trên cái video luôn nha mọi người. Trên cái video mà hình có cục máy á là cái số điện thoại của mình, là cái đó là số Zalo luôn. Thì bữa nay cho mình xin nói với, cho bà con biết luôn là cái địa chỉ của mình là mình để đó. Rồi sẵn có nhiều anh em hỏi là thấy anh làm máy quay game không à, rồi mấy cái máy Sachi Winner này kia anh làm được không. Thì sẵn này cho mình nói luôn, này con Super Game Nhật. Thì mình ở vùng quê mà, mình ở vùng quê thì nó chưa có phát triển bằng cái thị thành ở Sài Gòn. Thì nói chung thì mình thì không biết nói sao cho nó dễ hiểu nha. Nói chung thì vùng quê thì người ta hơi khổ. Thì chung chung thì xe quay game phu chờ này kia nhiều. Còn mấy chiếc Winner rồi Sonic, Sachia này kia thì nói chung thì cũng ít xài. Thì nó mấy xe đó thì cũng xe mới, nó cũng chưa có hư nhiều. Thì bởi vì mình cũng ít có làm, nhưng mà mình cũng có làm nhiều rồi. Nhưng mà lúc trước mình ít quay video thôi, nhưng mà mình cũng có quay hướng dẫn gã máy, hướng dẫn gắp máy, cũng có quay video up lên. Nhưng mà mấy cái video nó nằm ở trong cái kênh của mình nha mọi người. Ví dụ như anh em bà con nào muốn xem video về gắp máy, gã máy thì mình có up trên đó hết, mình có up trên cái kênh của mình hết luôn. Những cái máy mà nói chung thì mình có làm xe nào là mình làm video mình up lên hết. Thì anh em bà con nào có muốn tham khảo tìm hiểu về mình coi gắp máy hay là coi mình gã đó thì cứ bấm vô video của mình mà kiếm nha mọi người. Mình có hướng dẫn gắp máy neo, máy quay, máy xì bo, máy sa chia, máy da dép, rồi máy da đời cổ, da di, nói chung là các loại máy luôn. Mình gấp, mình có hướng dẫn cho nó rất là nhiều. Nhưng mà thường thì dưới quê mình á, mình làm quay game, phu chờ này kia nhiều. Thường thì mấy chiếc xe đó ở đây là chạy nhiều. Thì rồi sẵn bữa nay cho mình nói luôn. Thường thì người ta nói mấy cái đồ quảng cáo, mấy cái đồ giỡn. Cũng có nhiều người nói đồ quảng cáo, đồ giỡn. Nhưng mà mình thì mình không có quảng cáo nha. Thì mình có làm sao mình nói vậy, thì mình quay ra cả nhà nhìn thấy xe mình làm rất là nhiều, mình không có quảng cáo nha. Thì bữa nay mình quay thực tế gửi đến bà con xem. Bên mình thì chuyên về bên máy, mình là chuyên về bên máy, còn điện thì cũng vẫn làm được, nhưng mà FI cũng vẫn làm được, nhưng mà tại vì chưa có mua đồ. Thường thì FI á,
FI thì mình có máy đọc lỗi với thêm cái kinh nghiệm của mình nữa là làm rất là dễ. Nhưng mà bây giờ á, hiện tại cái chỗ của mình á cũng chưa có thịnh FI, không phải là chưa có thịnh, nhưng mà FI nó chưa có hư nhiều. Rồi mình hiện giờ mình mua nguyên bộ đồ nó cũng 20 mấy, gần 30 triệu, nhưng mà chưa có làm nhiều thì thôi mình không có làm, mình không có mua, để khi nào đụng nhiều á vô mình mới mua mình làm. Nhưng mà mình chuyên về bên máy nha, nếu mà về máy về cơ là mình làm hết, mình hứa mình làm được hết tất cả. Thì đây có anh em hỏi anh có làm winner Sonic này kia không, thì đây không phải bữa nay mình quay mà mình phe nha bà con, tại vì sẵn có xe mình quay để mình gửi đến những anh em mà xem clip của mình á, chứ không phải là mình quay mình xạo trên đây nha. Thì cũng mong mọi người thông cảm nha. Đây winner đang làm đầu lòng lại, mình nó bị ra khói rồi làm đầu lòng lại, rồi bên đây cũng làm đầu lòng luôn. Mấy cái clip của mình á, gã gáp winner á, mình cũng có quay nha, mình cũng có quay clip mình đăng lên rồi. Thì cả nhà muốn xem full clip thì vô cái kênh của mình thì xem nha mọi người. Đây cái máy này thì mình, cái máy này mình chưa có gã, cái máy này mình gã rồi, cái máy này thì kêu bằng là thua rồi, chạy ra nhớ các bạn nó khô luôn, banh hết rồi. Thì cái đầu này thì chờ khi nào hết dịch, hết giãn cách rồi mình gửi đến Sài Gòn mình làm. Chứ bây giờ ở dưới quê này thì không ai làm được đâu, tại vì không phải là làm không được, nhưng mà cái công nghệ, cái máy móc hiện đại ở đây nó không có, nó chưa có. Chứ nếu có rồi thì cũng làm, chắc cũng sẽ làm được. Chạy khô nhớt luôn, banh hết trơn rồi. Thì clip mình làm mình gửi đến bà con xem để cho cũng có nhiều người điện mình hỏi mình là làm xe rồi, theo mà mình biết á là kiểu như hỏi mình rồi coi mình thăm dò mình á, coi mình làm coi cái có chất lượng không á. Thì mình thì nói chuyện nó dở lắm, mình không có lưu lót, không có không biết nói sao nữa, không cũng như là không có gành về mà nói chuyện quảng cáo á, mình không có gành. Nhưng mà tiệm của mình thì lúc nào cũng máy làm, thì đó mình quay bà con thấy rồi đó. Thì dưới quê mình thì chung chung thì quay game nhiều, khu chờ nhiều, chứ còn mấy cái xe này thì nó ít hư, lâu lâu nó có hư một chiếc, nhưng mà làm vẫn được ok hết. Sonic, Winner, Sachia, xì bo, da z, nói chung là về máy là mình ok hết nha. Rồi còn đây là cái máy này cái máy tồn kho. Nói tồn kho là không phải tồn kho mọi người, tại hởm nó phát dịch lên nữa, rồi không đi làm được, rồi để tới bây giờ luôn. Cái máy này cái máy già W80. Còn đây là cái máy Alpha, máy quay Alpha mình đang chuẩn bị làm đinh 10, thì cũng đang chuẩn bị làm. Nhưng mà dịch rồi ngưng làm đồ nó hơi chậm lại, bên tiệm tiện á người ta không có làm nữa, rồi để tới giờ luôn. Rồi bữa nay thì cũng giãn cách thêm 10 ngày nữa, mà hôm gài thì hết hôm gài đâu 4-5 bữa rồi. Thì đây bữa nay là bữa nay 19 tháng 8 rồi mọi người, thì còn khoảng một tuần lãi nữa, giãn cách thêm một tuần lãi nữa thì cũng 2 tháng mấy rồi. Mình cũng có điện lên trên tiệm tiện á, thì ông chủ tiệm ông nói thì có làm thì gã từ từ, thì đem lên từ cục làm khi nào rồi thì lấy về gáp. Nhưng mà cũng nhờ khách thương, khách cũng không hối nữa. Đây là cái máy quay VS10. Này mình canh cái bài nhẹ,
Thì cái clip trước mình có quay á, mình có quay mình gã đó, thì mình cũng đang chuẩn bị gáp, chắc clip sau mình sẽ quay mình gáp, cách gáp máy luôn. Đồ cũng làm xong cho ngày, rửa sạch sẽ cho ngày. Thì tại vì mấy bữa nay nó cũng đang lu bu và đồ mới rồi á, rồi để clip sau mình sẽ quay mình gáp máy. Thì bà con nào có muốn xem video về gáp máy thì đăng ký kênh theo dõi mình nha. Rồi còn đây thì cái máy Super Game, chiếc Super Game trong nhà các mọi người, sinh nhật nha. Thì mình cũng lên 110 luôn, mình làm cái bài bền. Thường thì bên mình bê tông mình thấy khoảng 52,5-53 thôi, mình không có xài 54, mình xấy lên 52 máy, 52,5-53 rồi mình chừa cái đó để mình xấy lên nữa, chứ còn xấy lên cái 1,54 cũng không có ăn thua gì hết. Anh em bà con đừng có nghĩ là xấy lên cái 1,54 là nó chạy được nha, nó chạy mạnh nha, không có đâu. Nếu bên mình làm thì chăm mừ hoặc là trái mát thôi, 52,5-53 chạy là bao tay. Rồi đấy còn cốt đó là mình xấy lên nữa, chứ không cần phải lên một cái 1,54. Lên một cái 1,54 rồi á, sau này có xấy lên nữa, mắt đóng lòng lại thì nó lu bu lắm. Nhưng mà tốc độ của nó cũng chưa chắc gì là ăn cái mấy cái mà 52,5-53 của mình. Cái này thì mình cho mình nói vậy thôi, để mất công mình nói cái có nhiều người vô bình luận chữ mình nữa. Thường thường thì mấy cái bài này 110, dên 110, trái 110. Đây trái 110. Nếu mà đi bình 125 xe Nhật, tốc độ mình bao đi trên 120. Mình dám hứa, mình nói được mình mới làm. Mình làm được mình mới dám nói nha mọi người. Trên 120. Thì cái máy này mình cũng đang chuẩn bị để mình gắp cái máy VS kia xong, rồi mình sẽ rửa sạch sẽ cái máy này rồi mình gắp, rồi mình sẽ quay clip tiếp. Thì tại vì bữa nay á, sẵn mình quay thì đấy cho anh em bà con xem luôn. Đấy nhiều người nói mình quảng cáo hàng giả này kia. Người ta thật sự là bữa nay còn giãn cách đi làm đồ là phải trốn đi, chứ không thôi là bị bắt, bị mấy anh công an bắt. Tại vì không cho ra đường á, lý do không chính đáng á. Đi là phải trốn đi, bởi vì làm nó hơi cực và nó hơi lâu, thì cũng nhờ khách thương không có hối. Còn xe thì còn hai ba chiếc gã máy nữa, nhưng mà mình gửi bên kia rồi đó, mình gửi bên kia. Tại vì cái không gian của mình nó quá chặt đi, hết chỗ đậu xe rồi, thì mình gửi bên kia bớt, rồi làm từ từ, xong cái nào mình làm tới cái đó, xong cái nào rồi mình giao cái đó rồi mình mới làm tới cái khác. Thì còn đây thêm một chiếc ve alpha nữa, mình đang dọn full mới. Mình đang dọn full mới. Đồ này thì mình tự sơn nhà luôn. Mình tự sơn nhà luôn nha. Thì chiếc xe này mình cũng là nếu mà làm xong mình sẽ quay clip và mình gửi đến bà con xem nha. Ve alpha dọn full mới. Từ trong ra ngoài. Còn trong nhà thì đây hai ba chiếc xe của khách làm rồi mà chưa có giao được. Tại vì dịch rồi không có giao xe được. Thì rồi đậu xe đó luôn. Còn xe thì đây thêm một cái sườn, đây thêm một chiếc xe nữa cũng chưa làm tới được nữa. Thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị anh em bà con Hương Phố nha, ủng hộ phố làm xe. Thì cũng có rất là nhiều anh em điện hỏi địa chỉ mình làm, địa chỉ phố đâu đang gửi xe làm á. Thì bữa nay cho mình nói cái địa chỉ luôn nha. Thì địa chỉ của phố là phố để cái đầu video nha mọi người. Còn số điện thoại cũng là số điện thoại cũng để trên cái video luôn nha. Số điện thoại của phố là 0986 787 509.
những cái video của Phố là Phố có làm cái gì thì Phố quay lên, Phố up lên cái đó để cho mọi người xem tham khảo. Rồi nếu bà con có tin tưởng thì muốn làm xe thì cứ gửi, cứ lại trực tiếp tiệm nha. Phố không nói là Phố sẽ làm xe hay, nhưng mà Phố sẽ cố gắng hết khả năng của mình để làm một cái chiếc xe mà khi bà con mà tin tưởng gửi cho Phố thì Phố sẽ làm hết khả năng để đáp ứng một cái con xe thật là hoàn hảo để gửi đến mọi người nha. Còn mà cũng có nhiều người nói là hàng quảng cáo là hàng giả, thì cho mình xin nói nha, mình cái kênh của mình là không bao giờ không có giả mạo hay là không có kêu bằng là câu like câu view gì ở đây nha. Có sao thì mình nói vậy để cho nhiều, để cho bà con mà ở xa nếu mà không tin tưởng thì cứ xem những cái video của mình. Tại vì cũng có nhiều người điện hỏi rồi chưa bằng chưa bằng hỏi để tìm hiểu thôi, nhưng mà còn phân vân, còn lo sợ, cũng như là sợ không biết mình làm có được hay không. Tại vì theo bây giờ mình biết á, YouTube thì bây giờ làm rất là thịnh bên YouTube. Cũng có nhiều anh làm xe, mình thì không mình không nói mình hay, mình không nói chê ai nha. Nhưng mà mình coi mình thấy cũng có nhiều anh làm xe cũng ok. Cũng có nhiều anh kêu bằng là nói để cho có phim để chiếu lên cho người ta xem vậy đó. Nói cái bằng là nói thao, nói cái bằng là nói như đúng rồi vậy đó, mà không biết làm có được hay không. Mà thôi thì cho Phố xin nói vậy thôi nha, để nói nhiều quá đụng chạm mất công. Nói chung thì cuộc sống của mỗi người mỗi khác, mình không có nói ai được, cũng không có trách ai được. Rồi vậy thôi, cái video Phố cũng xin làm tới đây nha mọi người. Rồi thì thôi, thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã thương Phố và gửi xe cho Phố làm nha. Rồi thôi, cũng xin chúc tất cả bà con, những người đã đăng ký kênh theo dõi Phố và những bà con đang xem kênh của Phố được nhiều sức khỏe nha. Rồi cố gắng qua mùa dịch, cầu cho qua mùa dịch này đặng mọi người được bình thường làm lại, được bình thường để còn kiếm sống nữa. Thì Phố thì nói chuyện nó dở lắm mọi người, nói không có được hay, không có được văn chương bài bản nha, mọi người xem cũng thông cảm giùm nha. Rồi thôi, Phố xin gửi lời chào đến tất cả bà con nha, bye bye mọi người nha.